Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video được rất nhiều bạn yêu cầu, đó chính là viết calligraphy bằng highlighters. Đồng hành với mình ngày hôm nay là một cuốn sổ từ Calong. Lý do mình chọn sổ Calong là tại vì chất giấy của Calong rất là đẹp và mịn màng. Ngoài ra giá cả cũng rất là phải chăng, cho nên mình nghĩ đây là một sự chọn hoàn hảo đó. Vì là để luyện calligraphy cho nên là mình chọn giấy Gro tại vì nó giúp cho mình viết chữ đều hơn. Sau khi ngồi tìm hết tất cả các hãng highlighters mà mình có thì mình tìm được nhiêu đây? Mình lựa những cái bút này theo nhiều giá khác nhau, ví dụ như là dưới 10.000 cũng có, mười mấy nghìn cũng có, mà 20 mấy nghìn cũng có. Đầu tiên là bút này, nó là bản dupe của Milliner. Mình sẽ để thông tin của bút ở phía bên phải của màn hình để cho mọi người tiện theo dõi hơn. Mọi người thấy mình chọn rất là nhiều hãng nhưng thật ra mấy cái bút này đều có một điểm chung, đó chính là đầu của nó là đầu vát, rất là nhọn. Ngoài ra mình còn bỏ vào một loại bút, đó chính là bút Highlight Double A 5 hay 7 nghìn gì đó mình mua ở Việt Nam. Đây là cấu tạo của rất là nhiều loại bút highlight thông thường. Mọi người chú ý nha, là nó có một cái đầu dài hơn cái đầu còn lại. Để viết được calligraphy thì mọi người phải cầm bút làm sao cho ngòi của nó song song với mặt giấy. Cách cầm bút rất là quan trọng, cho nên nếu mọi người cầm sai thì sẽ không viết ra được nét thanh và nét đậm. Tiếp đến, mọi người phải cầm bút làm sao để cho ngòi dài nó nằm ở phía bên tay trái của mọi người. Nghe thì hơi khó hiểu một tí xíu, nhưng mà bạn cứ nghĩ ngòi dài là cái nơi bạn sẽ dồn nhiều lực nhất. Mình biết sẽ có một số bạn thắc mắc là tại sao không có cầm giống như bút highlight bình thường mà phải cầm sao cho ngòi song song với mặt giấy. Và đây là câu trả lời của mình nha. Đầu tiên mình sẽ để ngòi làm sao cho nó dọc lại với mặt giấy để cho mọi người coi kết quả. Cầm dọc như vậy thì bạn không thể nào tạo ra được nét thanh và nét đậm được. Tiếp theo là cách cầm sai thứ hai, đó chính là thay vì đưa ngòi dài qua bên tay trái thì mọi người đưa ngòi ngắn qua bên tay trái. Đối với cách đó thì thực sự rất là khó để di chuyển bút. Để ngòi ngang với mặt giấy là cách dễ tạo ra nét thanh và nét đậm nhất. Ngoài cách cầm bút ra thì mình còn có một số lưu ý đối với việc chọn bút highlight để viết calligraphy. Theo mình quan sát thì đa số các loại bút highlight có mặt trên thị trường hiện nay có thể dùng để viết calligraphy. Lý do là tất cả các loại bút đó đều có đầu vát nhọn. Nếu các bạn có để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy mặc dù có cùng cái loại ngòi nhưng mà độ mềm hay là độ cứng thì lại khác nhau. Theo cảm nhận của mình là cứng một chút thì sẽ viết tốt hơn. Tiếp theo trên tay mình là bút highlight của Stabilo. Thật ra thì mình không có khuyên mọi người nên dùng loại này, tại vì cái đầu vát của nó khá là bo tròn chứ không có được nhọn giống như những cái loại kia. Ngòi càng bo tròn thì sẽ càng khó cho ra nét thanh nét đậm, tại vì nó bo tròn cho nên là nó không có cho ra nét thanh được, mà nó cứ kiểu dày dày giống như nhau. Mình sẽ viết cho mọi người xem thử nha. Mọi người có thể thấy là nét thanh của nó hơi bị dày á, so với những cái loại bút trên. Bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về cách viết từng nét nha. Cho dù dùng bút highlight thì mọi người vẫn phải tuân theo một quy tắc, đó chính là đối với những cái nét đi lên thì mọi người sẽ viết nhẹ, còn đối với những nét đi xuống thì sẽ viết đậm. Cá nhân mình thấy là việc viết calligraphy bằng bút highlight khó hơn nhiều so với việc dùng bút brush, cho nên là mình nghĩ mọi người phải luyện tập rất là nhiều. Đối với nét đậm thì mọi người phải đè bút làm sao cho cả ngòi dài và ngòi ngắn nó chạm với mặt giấy. Còn để cho nét thanh được mảnh thì mọi người phải đi làm sao cho cái ngòi dài nó chạm giấy, còn cái ngòi ngắn thì không được chạm giấy. Mình sẽ cố gắng quay ở nhiều góc máy hơn để cho mọi người thấy rõ được cái ngòi của mình lúc di chuyển bút. Có một số bạn sẽ suy nghĩ là nếu mà viết calligraphy bằng bút brush đã đẹp rồi thì sẽ viết bằng bút highlighter cũng được thôi. Nhưng mà để mình nói cho mọi người nghe, đó là một ý nghĩ rất là sai luôn. Tại vì mọi người thấy không, mình viết calligraphy bằng bút brush cũng ok rồi á, nhưng mà viết cái này mình phải luyện một tuần mới được luôn. Nếu các bạn đã biết sử dụng bút brush từ trước thì nó sẽ chỉ giúp các bạn nhận biết những cái điều cơ bản thôi, chứ còn về kỹ năng thì nó rất là khác nhau. Chung quy lại á, là dù là nét thanh hay nét đậm thì mọi người vẫn phải dồn lực vào cái ngòi dài của nó. Tiếp đến là áp dụng quy tắc đè mạnh đối với nét đậm và đè nhẹ đối với nét thanh.
Nếu đã ok với những nét cơ bản rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ghép nét để viết bảng chữ cái. Lúc trước khi mà mình mới luyện calligraphy thì ngày nào mình cũng viết bảng chữ cái hết, là mình viết từ A đến Z cứ viết hoài như vậy, và mình thấy đây là một cái cách rất là hiệu quả để giúp cho tay mình quen với bút hơn. Hôm nay mình rất là vui vì có thể làm về chủ đề này, tại vì là mình thấy có rất là nhiều bạn hay thường nhắn tin cho mình hoặc là comment ở dưới video của mình nói là các bạn ấy không có đủ kinh phí để mua bút brush hoặc là mua những cái loại bút mắc tiền, cho nên là mình luôn luôn cố gắng tìm những loại bút giá rất là học sinh, sinh viên, mình bỏ vào video để cho mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn. Trong video này có hai loại bút giá rất học sinh sinh viên để cho mọi người lựa chọn, đó chính là bút AA Highlighter tầm 5-7 nghìn gì đó. Cái bút thứ hai đó chính là cây Milk Liner, là bản đúc của Zebra Milk Liner, giá của nó tầm 7-8 nghìn gì đó trên Shopee. Nếu mọi người không có những loại bút này thì mọi người cũng đừng lo, mọi người có thể dùng bút highlighter của Thiên Long hoặc là những cái loại bút mà mọi người có, miễn là cái đầu nó vát và nhọn là được. Còn một điểm nữa mình muốn lưu ý với mọi người trong video đó chính là đối với những loại bút khác nhau thì ngòi của nó sẽ có độ mềm khác nhau. Bút nào có ngòi càng mềm thì mình thấy là càng khó tạo ra nét thanh, nét đậm nhất, tại vì cảm giác như là hai cái nét nó đều dày như nhau. Nhưng mà nếu cứng quá giống như Marvy thì mình thấy dùng cũng rất là khó, cho nên là mình thấy cây bút AA là mình thấy là dùng ok nhất á. Đã lỡ giới thiệu cho mọi người rồi thì mình phải giới thiệu cho trót luôn, thì mình xin giới thiệu một số kiểu mà mọi người có thể viết với lại bút highlighter cực kỳ cute. Cách đầu tiên này là cách mà mình dùng rất là nhiều ở Việt Nam, tại vì nó rất là nhanh, gọn, lạ mà còn rất là đẹp nữa. Cái này là chỉ có đi học thêm thôi, chứ mà học ở trên trường là viết cây bút đỏ thôi là đã hoành tráng lắm rồi. Nếu mọi người có bút treo trắng thì dùng lên nha, nhìn amazing luôn. Kiểu thứ hai là kiểu nó bánh bèo và nữ tính hơn. Kiểu này thì chắc ở Việt Nam mình không có dùng được rồi, tại vì mình rất là đàn ông. Đùa với mọi người cho vui thôi chứ ai dùng cũng được hết nha. Tiếp đến mình còn dùng theo hiệu ứng ombre, là nó sẽ phai từ màu đậm tới màu nhạt, nhìn rất là đẹp luôn. Bởi vì dùng màu hồng nhạt cho nên là mình phải viền thêm để cho chữ nó nổi hơn ở trên giấy. Kiểu thứ ba này thì cực kỳ đơn giản luôn mọi người. Mọi người chỉ cần viết một cái dòng bằng highlighter, sau đó mọi người đi bóng cho nó. Sau đó mình sẽ dùng những cái loại mà mình hướng dẫn để viết áp dụng trong bài học cho mọi người xem nha. Không biết có ai giống như mình không, đó chính là vào năm cấp 2 thì mình học rất là dở văn, nhưng mà lên cấp 3 thì nhờ môn văn mình mới được học sinh giỏi. Tips học tốt môn văn của mình đó chính là, đầu tiên bạn phải tìm được một người thầy giỏi. Nhiều bạn nghĩ là môn văn thì sẽ không cần đi học thêm, nhưng mà các bạn lầm to rồi đó. Môn văn mà các bạn không đi học thêm thì bạn rất là dễ bị mất gốc. Mình biết là trong đây sẽ có rất là nhiều bạn sẽ lựa chọn một cái cách, đó chính là sẽ đi học những cái thầy cô mà đang dạy mình, hoặc là nói chung là dạy chung khối với mình để có thể biết được đề hoặc là này nọ. Nhưng mà thật ra cái cách đó các bạn nó không đi được đường dài đâu, nó chỉ đi được đường ngắn thôi. Vậy như thế nào là một người thầy cô giỏi? Đối với mình á, thầy cô giỏi phải là người truyền lửa được cho mình. Mình biết là trong đây có nhiều bạn sẽ nghĩ là môn văn học sẽ rất là buồn ngủ, rất là nhàm chán. Nhưng mà không đâu mọi người, đó là do người dạy của mọi người thôi. Mọi người không biết đâu, cô mình truyền được lửa đến nỗi là trước khi đi Mỹ mình rất là buồn bởi vì không được học môn văn thôi đó. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với vấn đề chính nha, đó chính là bây giờ mình sẽ dùng một cây bút brush để viết, sau đó là dùng bút highlighter để cho mọi người thấy sự khác biệt. Viết calligraphy bằng bút highlighter thì nó sẽ lâu hơn một tí, và mọi người có thể thấy là độ thanh mảnh của các nét chữ nó cũng không bằng so với bút brush. Nếu dùng để viết trong một thời gian dài thì ngòi của bạn cũng có thể bị hư nữa. Mặc dù là nó không ảnh hưởng gì tới việc bạn highlight, nhưng mà ở cái ngòi nó nhìn nó sẽ hơi bị tua tua. Mong là video lần này sẽ hữu ích đối với mọi người. Hẹn mọi người vào video lần sau nha.